chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Quảng Ninh đảm bảo an toàn bệnh viện. Niềm vui của ngư dân Hà Tĩnh trong những chuyến biển đầu tiên. Kiến nghị xử lý nghiêm trục lợi trong đấu giá đất Thủ Thiêm. Bạo lực gia tăng dịp Tết, báo động văn hóa ứng xử. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng người bệnh đến với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gia tăng, nhất là ở các cơ sở y tế tuyến cuối. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, công tác duy trì phòng chống dịch, đảm bảo an toàn bệnh viện vẫn được đặt lên hàng đầu. Ghi nhận tại Bệnh viện Bãi Cháy. Phân luồng sớm, sàng lọc kịp thời những trường hợp người bệnh đến khám có các dấu hiệu bất thường, nghi mắc COVID-19. Vẫn là một trong những biện pháp quan trọng đảm bảo an toàn bệnh viện được Bệnh viện Bãi Cháy triển khai nghiêm ngặt. 100% người bệnh đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Tất cả những trường hợp có viêm đường hô hấp sẽ được chỉ định khám phân loại, xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khoa các bệnh nhiệt đới trước khi được khám chung với các khoa khác. Mỗi ngày bệnh viện đón trung bình trên 1.000 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng đến từ nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Để đảm bảo phòng dịch, hạn chế tập trung đông người, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ đăng ký khám chữa bệnh và trả kết quả online qua nhiều kênh khác nhau. Nhờ đó đã giúp rút ngắn thời gian thăm khám của mỗi bệnh nhân và phân bổ khung giờ hợp lý hơn, tránh ùn tắc vào các khung giờ cao điểm. Tôi thấy là cái việc đặt lịch khám này ấy, thì là tôi đặt ở nhà và đến đây là tôi chỉ việc vào khám thôi. Tôi thấy là rất thuận tiện và nó đỡ được cái vấn đề về COVID là rất là thoải mái và thuận tiện. Bên cạnh khám ngoại trú, đối với các khoa nội trú, 100% bệnh nhân có chỉ định điều trị nội trú phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi vào phòng chung. Các trường hợp mới nhập khoa sẽ được bố trí nằm tại các phòng cách ly trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm. Ngoài ra, bệnh viện vẫn duy trì chế độ chăm sóc toàn diện với bệnh nhân hồi sức tích cực và hạn chế tối đa người chăm sóc ở các khoa khác để giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ban giám đốc bệnh viện đã quán triệt và phổ biến đến toàn viện công tác chuẩn bị về vấn đề nhân lực, vấn đề về cơ sở vật chất, các cái hóa chất, trang thiết bị cũng như là thuốc men đầy đủ để đón bệnh nhân quay trở lại khám chữa bệnh. Và trong những ngày vừa qua thì bệnh viện cũng bố trí lực lượng trực và làm việc 24/24 giờ ở khu vực phòng khám nhiệt đới, rồi khu cách ly các bệnh nhân điều trị COVID để đảm bảo bệnh nhân điều trị được an toàn. Thời tiết rét lạnh kéo dài cộng với nồm ẩm là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh, nhất là ở các đối tượng người già và trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu, dẫn đến lượng bệnh nhân tại thời điểm này có thể gia tăng tại các cơ sở y tế. Do đó, công tác đảm bảo an toàn bệnh viện lại càng cần được triển khai hết sức nghiêm ngặt, bảo vệ lực lượng tuyến đầu và đảm bảo năng lực khám chữa bệnh cho người dân. Trong những ngày này, ngư dân ở vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có những chuyến xa khơi để đánh bắt hải sản. Xa khơi ngày đầu năm không chỉ mang về nguồn thu mà với nhiều người, những chuyến đi biển đầu xuân còn để mang về lộc biển, khởi đầu cho một năm đánh bắt may mắn. Với ngư dân Trần Văn Bình ở thôn Minh Lộc, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, chuyến khởi hành đầu năm mới Nhâm Dần bắt đầu từ ngày mùng 6 Tết. Hôm nay, ông tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản. Thuyền nhỏ chỉ đánh bắt gần bờ, nhưng mỗi chuyến cũng mang về cho ông nguồn thu gần 1 triệu đồng. Xuất hành vừa ngày mùng 6 ạ. Như là ra thì như là hôm mùng 6 đi về đó cũng được triệu. Nói chung chủ yếu là đánh bắt ghe rồi thì cá, tôm. Nói chung ba loài đó, như mình bắt đánh bắt thuyền nhỏ em đi dọc bờ mà. Tiếng huy hy vọng như là đâu nắm như là mới xuất hành thì không có phấn khởi. Nhiều tàu thuyền ra vào cảng cá Cửa Nhượng, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đều phấn khởi với kết quả của những chuyến biển đầu năm. Theo ngư dân, chuyến đi biển đầu năm dù được nhiều hay ít, bà con cũng đều phấn khởi bởi nhiều người quan niệm vạn sự khởi đầu nan, mở đầu có lộc biển cả năm sẽ gặp may mắn. Thời điểm này, các loại hải sản cũng khá được giá, thương lái thu mua nhanh. Còn tại cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, nhiều tàu thuyền của ngư dân cũng đã xuất hành từ sáng sớm. Trong đó, nhiều ngư dân đã chọn ngày và xuất hành chuyến biển đầu tiên từ mồng 2 Tết. Những ngày qua, sau mỗi chuyến biển trở về, thuyền của ngư dân luôn tôm cá đầy khoang. Đánh bắt là từ ngày đi ngày mùng 6 giờ xuất hành. Nói chung là đi xuống đánh lát là ngày mùng 7 là vào lại đây. Nói chung là tối lại đi là chứ của ta là rồi nói chung đánh bắt thì nói làm chứ cũng đạt.
nói chung phấn khởi, nói chung so với đâu lắm là ở dưới là cũng đạt, mà lắm lao thì tôi cũng vào đây cũng đi làm đâu lắm là mùng 6 mà chạy là vào đây làm ăn cũng đạt, nói chung là dưới anh ạ, phấn khởi. Sau những ngày nghỉ vui xuân đón Tết, ngư dân làng biển lại phấn khởi vươn khơi. Không khí lao động trong những ngày đầu năm mới khá nhộn nhịp, ai cũng hy vọng một năm mới mưa thuận gió hòa, ngư trường luôn dồi dào tôm cá, hoạt động đánh bắt được thuận lợi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp tại Hưng Yên gặp không ít thách thức khó khăn. Tuy nhiên, với sự chủ động linh hoạt trong kiểm soát dịch bệnh và đồng hành cùng khó khăn của doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, qua đó góp phần quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút thêm 69 dự án đầu tư, trong đó có 50 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đạt trên 52.000 tỷ đồng, 19 dự án nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 678 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, điều chỉnh số vốn đầu tư cho trên 50 dự án, đưa tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh hiện có lên 2.058 dự án với tổng số vốn đăng ký lên gần 245.000 tỷ đồng. Và gần 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 900 triệu đô la Mỹ so với năm 2020, có thêm 45 dự án đi vào hoạt động tạo việc làm cho gần 6.000 lao động. Trong đó, có nhiều dự án lớn đầu tư được điều chỉnh tăng diện tích và vốn như khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp sạch thuộc tổ hợp khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt. Tại buổi làm việc với Huyện ủy Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, FLC đã có báo cáo chi tiết về kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, đề xuất đầu tư khu đô thị nghỉ dưỡng Smart Eco City tại xã Tân Nhật và xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 1.154 ha, tổng mức đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm 5 phân khu: khu đô thị sinh thái, khu đô thị sáng tạo và khoa học kỹ thuật, khu đô thị nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, khu đô thị dịch vụ tái định cư và nhà ở xã hội, khu dân cư hiện hữu và tái định cư. Điểm nhấn của toàn dự án là tòa tháp Landmark 99 tầng nằm ở lõi dự án, được kỳ vọng sẽ trở thành một công trình biểu tượng mới tại phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh. Với tính hiệu quả, các đề xuất nghiên cứu từ phía FLC, dự án quy mô gần 1.200 ha kỳ vọng sẽ trở thành một khu đô thị phức hợp, hiện đại, thông minh, xanh, là tổng thể đồng bộ, liên kết cả vùng cũng như liên kết 6 huyện thị của thành phố, các khu công nghiệp, các khu bệnh viện, trường học, giao thông. Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế, trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất và dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Tại Lâm Đồng, với sự phát triển mạnh mẽ của nền nông nghiệp và một số loại hình sản xuất khác đang thúc đẩy loại hình kinh tế tuần hoàn này phát triển. Hàng năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 330.000 tấn chất thải rắn đô thị và nông thôn, trong đó thành phần hữu cơ chiếm gần 67%, tương đương khối lượng hơn 220.000 tấn. Khi thực hiện phân loại rác từ nguồn thì đây là lượng chất thải hữu cơ rất lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, hàng năm phụ phẩm nông nghiệp thải bỏ khoảng 572.000 tấn, khối lượng vỏ cà phê khoảng 480.000 tấn và tổng lượng phân chuồng ngành chăn nuôi khoảng 866.400 tấn. Nếu tổ chức sản xuất thu gom tất cả các nguồn thải hữu cơ toàn tỉnh để chế biến phân bón hữu cơ thì sẽ là nguồn cung cấp phân bón sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ rất lớn, đồng thời sẽ giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, gia tăng nông sản hữu cơ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này cũng có nghĩa là kinh tế tuần hoàn phát triển theo xu hướng, đem lại lợi ích về kinh tế lẫn bảo vệ môi trường. Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai xây dựng để nhân rộng 10 mô hình trồng trọt đạt chứng nhận hữu cơ với tổng diện tích thực hiện khoảng 120 ha giai đoạn năm 2021-2025 tại các xã trên địa bàn huyện. Trong đó gồm 50 ha sầu riêng, 30 ha cà phê, 30 ha mắc ca và 10 ha chuối ba la. Tham gia phát triển các loại cây trồng hữu cơ là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ, nhóm hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Đam Rông. Với tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng, vốn đối ứng của các tổ chức cá nhân tham gia gần 1 tỷ đồng. Đồng thời, huyện Đam Rông tổ chức 10 lớp đào tạo tập huấn quy trình tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam và thế giới.
Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện Đam Rông hình thành 7 chuỗi liên kết tiêu thụ 85% sản phẩm hữu cơ từ những mô hình trên. Thông qua các mô hình này, người dân trong vùng có điều kiện học hỏi, chú trọng đầu tư sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển bền vững. Để tiếp tục nâng cao thu nhập cho người dân, cùng với duy trì chăn nuôi gia cầm, phát triển kinh tế rừng, năm 2022, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai mở rộng dự án nuôi cá nước lạnh với đối tượng nuôi là cá tầm. Năm 2021, từ nguồn vốn khuyến nông của huyện Tiên Yên, anh Trần Văn Mạ đã mạnh dạn đăng ký nuôi thí điểm 7.000 con cá tầm theo dự án nuôi cá nước lạnh của huyện. Tham gia dự án, anh Mạn được huyện hỗ trợ 50% kinh phí thức ăn và con giống. Sau 7 tháng nuôi, cá tầm phát triển khá tốt, trọng lượng trung bình đạt từ 1,4 đến 1,7 kg một con. Bây giờ cũng có khách hỏi và là đặt mua, nhưng mà hiện tại bây giờ nó còn bé thì chưa dám sốt. Thế là đúng rồi, năm nay cũng định là để chuẩn bị là mở rộng thêm cái dự án này nuôi tiếp nữa. Thì bây giờ nó hiệu quả chỗ này thì nuôi được rồi, phát triển rất mạnh. Cá tầm là loài cá chuyên ăn ở tầng đáy của ao hồ. Khi nuôi cá tầm cần nguồn nước sạch và rất cần chú ý về mật độ nuôi và nguồn nước đầu vào. Nhiệt độ thích hợp để nuôi từ 15 đến 28 độ C, đặc biệt nguồn nước suối tự nhiên. Trước khi đưa vào bể nuôi cá tầm, cần qua hệ thống lắng lọc để loại bỏ tạp chất. Loại cá này nuôi 2 năm đạt kích cỡ thương phẩm từ 2,5 kg đến 3 kg trên một con. Ta bán trên thị trường bình quân từ 200.000 đồng đến hơn 200.000 đồng một kg. So với một số loại cá nước ngọt, nhân dân đang nuôi tại địa phương có giá trị cao gấp 2 đến 3 lần. Với lợi thế có diện tích lớn, rừng đầu nguồn tạo được nguồn nước sạch phù hợp với nuôi cá nước sạch sẽ mở ra hướng mới phát triển kinh tế cho nhân dân xã Phong Tụ, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ bỏ cọc đấu giá đất tại Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đấu giá đất, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi. Lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá kết quả trúng đấu giá đất cao gấp nhiều lần giá khởi điểm đã tác động đến thị trường bất động sản khu vực. Quá trình tổ chức đấu giá đất ở một số nơi có hiện tượng thông đồng, dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá, thất thoát nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia. Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao các bộ ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đấu giá đất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước rà soát các tổ chức tín dụng cho các nhà đầu tư vay tiền đấu giá để đảm bảo an toàn tín dụng. Bằng nhiều biện pháp hỗ trợ hiệu quả, thiết thực như hỗ trợ về nhà ở, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, đền ơn đáp nghĩa, tỉnh Điện Biên đã và đang thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Theo đó, hàng năm, tỉnh Điện Biên đã triển khai các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội. Hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa để họ vươn lên trong cuộc sống. Năm 2021, tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp cho hơn 16.500 người, trong đó trên 15.000 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ gần 1.400 gia đình chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. Đặc biệt là kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ cho trên 700 người sử dụng lao động, hơn 12.000 lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng số tiền 8,7 tỷ đồng. Qua công tác an sinh xã hội, những trợ giúp thiết thực đã đến với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 toàn tỉnh đã giảm hơn 2,3% so với năm 2020, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Nhằm lưu giữ, bảo tồn, phục dựng, tái hiện các nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, huyện Nậm Pồ đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh tổ chức phục dựng, bảo tồn lễ hội cầu tàu của dân tộc Mông tại bản Nà Bùng 3, xã Nà Bùng. Lễ hội cầu tàu là lễ hội có quy mô cộng đồng lớn gắn với đời sống tâm linh, tinh thần của đồng bào dân tộc Mông. Lễ hội được tổ chức nhằm tạ ơn trời đất, thần núi, thần sông đã ban cho mưa thuận gió hòa để mùa màng nhà nhà bội thu, chăn nuôi gia súc đầy chuồng,
và ban cho con cái để nối dõi gia đình dòng họ. Tuy nhiên vì nhiều lý do, khoảng 30 năm nay, lễ hội cầu tàu tại xã Nà Bủng không được tổ chức và duy trì. Người ta bị ủy ban huyện thì tổ chức phục dựng nhằm và bảo tồn cái văn hóa dân tộc theo cái tinh thần nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Thì cái mong muốn của đơn vị thì cũng làm sao mà sẽ cố gắng duy trì cái lễ hội này, và cũng mong muốn lớn hơn đấy là sau này có thể đề nghị chỗ sở nghiên cứu để lập hồ sơ, mà mong muốn là sẽ có thể được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp cái chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội cầu tàu được phục tượng do các thầy cúng, nghệ nhân, người địa phương trực tiếp thực hiện. Lễ hội gồm các phần chính như chuẩn bị phần lễ, chọn và trồng cây nêu, thực hiện các nghi lễ cúng chính. Phần hội là một hình thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc với đủ loại hình nghệ thuật dân gian, từ trò chơi đến ca hát, nhảy múa. Kết thúc là lễ hạ cây nêu. Lễ cầu tàu này nó là một cái truyền thống để tổ chức cho bà con là cứ hàng năm, mỗi một năm mà có một lần sau khi ăn Tết xong, mà bắt đầu từ mùng 2 cho đến mùng 10 thì là có cái tổ chức để cho bà con để lấy cái bản sắc dân tộc thì đến đây là chủ là ta đến để giao lưu học hỏi, và một năm cũ thì qua năm mới đến thì anh em đến để gặp mặt. Việc phục dựng lễ hội cầu tàu tại xã Nà Bủng nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân, tạo không khí thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, gần 500 ca cấp cứu do đánh nhau, xô xát trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Những con số thống kê về các vụ ẩu đả đánh nhau trong dịp Tết luôn gây nhức nhối trong mỗi gia đình và xã hội. Khi bị nhắc đeo khẩu trang đảm bảo phòng dịch, người đàn ông này không chấp hành mà còn có lời lẽ xúc phạm, thậm chí tấn công các nhân viên y tế đang trong kiếp trực tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Sơn Dương, Tuyên Quang. Sự việc trên diễn ra vào ngày 29 Tết vừa qua. Chỉ vì mâu thuẫn va chạm xe mà người lái xe này đã đạp ngã hai người trên chiếc xe kia, khiến hai người tử vong vào ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần tại Tân Kỳ, Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây chỉ là hai trong số ít những vụ việc điển hình cho thấy những vụ ẩu đả, xô xát diễn ra vào dịp Tết vừa qua. Lẽ ra là mọi người phải có một cái hạnh phúc đón xuân cùng với gia đình và quê hương một cách gọi là nồng ấm, thì lại dẫn đến những cái sự cố như vậy. Thì rõ ràng đây là một cái hiện tượng rất đáng tiếc, rất đáng phê phán và thậm chí lên án. Vì là có những cái cá nhân họ đã không kiềm chế được cái tôi của mình, không kìm hãm được những cái ích kỷ và hung hãn của mình, đã dẫn đến án mạng, gây án mạng cho những người khác. Thì đây là những điều mà cần phải gọi là nghiêm trị những cái trường hợp đã gọi là không tôn trọng sức khỏe, tính mạng và tài sản của người khác, dẫn đến những cái không những là tai nạn mà còn dẫn đến cả án mạng. Thống kê, 7 ngày nghỉ Tết, cả nước có gần 3.800 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong đó hơn 1.800 ca nhập viện, điều trị, theo dõi và đã có 11 trường hợp tử vong. Ở góc độ văn hóa, các chuyên gia đánh giá, dù có bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến hành vi bạo lực, thì văn hóa ứng xử cần được xem lại. Kinh tế, rồi làm ăn, nhiều gia đình gặp khó khăn. Thứ hai là nó cũng có một phần, nhiều gia đình, nhiều người làm ăn, là trải qua mùa dịch mà mình cũng vẫn còn mạnh khỏe, cho nên dẫn tới là say và có những cái hành vi mà bạo lực cần phải được chấn chỉnh và coi đó một hồi chuông báo động, chúng ta tăng cường giáo dục về đạo đức hơn nữa. Nó có một cái sự đứt đoạn trong văn hóa truyền thống. Thì đây là những cái câu chuyện mà chúng ta hết sức phải lưu ý trong cái giai đoạn sắp tới. Khi mà trong năm 2021 thì chúng ta đã tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc. Chúng ta thấy yếu tố văn hóa là một yếu tố rất là quan trọng để tạo ra cái điều tiết cho cái sự phát triển, từ cái sự phát triển đạo đức của mỗi cá nhân đến cái sự phát triển chung của văn hóa xã hội. Thì đấy là những cái yếu tố liên quan đến câu chuyện mà chúng ta đang bàn. Để khắc phục tình trạng này, trước hết mỗi người tự điều chỉnh lại bản thân mình, ứng xử một cách văn minh, đừng để văn hóa ứng xử trở thành biểu hiện lệch lạc, phản giáo dục, gây nhiều bức xúc, tác động tiêu cực đến việc hình thành nhân cách, lối sống của nhiều người, nhất là thế hệ trẻ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.